Xin chào anh em đã quay trở lại, và trong video này chúng ta sẽ cùng có một cái nhìn nhanh về một vấn đề đang gây đau đầu trong mạng xã hội hiện nay, là việc con trẻ sử dụng điện thoại quá sớm hay các ông sếp để nhân viên làm việc từ xa thì nên quản lý như thế nào. Điều này càng cần phải thể hiện rõ trong thời buổi mà làm việc ở nhà đang dần trở thành xu hướng ưu tiên hàng đầu do tác động của dịch bệnh. Thực tế thì có rất nhiều ứng dụng để phụ huynh theo dõi con trẻ, ông trùm theo dõi những thằng đệ của mình làm việc từ xa như thế nào. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm nhanh một ứng dụng giám sát từ xa mang tên là KidsGuard Pro đến từ hãng phần mềm ClapGuard. Về cơ bản, KidsGuard Pro là một phần mềm giám sát hướng tới đối tượng sử dụng là các bậc cha mẹ với mục đích là giám sát các hành động của con trẻ. Nhưng như đã nói, thực tế là các sếp cũng có thể xài phần mềm này để giám sát mấy đầu đệ của mình có sao nhãng công việc mà xem phim hành động Nhật Bản khi đang trong giờ làm việc trực tuyến ở nhà hay không. Bây giờ chúng ta sẽ cần tìm hiểu một chút về nguyên tắc hoạt động của KidsGuard Pro. Vì là một phần mềm giám sát nên hiển nhiên nó cần có hai thiết bị để sử dụng, bao gồm một điện thoại và một máy tính cùng được cái phần mềm này. Phần mềm sẽ thu thập tất cả các nhật ký dữ liệu liên quan từ điện thoại được giám sát và tải nó lên máy chủ để người giám sát xem qua. Người ta có thể theo dõi nhật ký dữ liệu bằng bảng điều khiển từ xa. Ngoài ra, ứng dụng hoạt động ở chế độ ngầm, do đó rất khó để phát hiện sự hiện diện của nó trong thiết bị được giám sát. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu cơ chế hoạt động đối với điện thoại iPhone, bởi đây là thiết bị rất khó theo dõi ngoài Apple và chỉ có thông tin đăng nhập iCloud mới thực hiện được. Đầu tiên, để sử dụng được phần mềm KidsGuard Pro, chúng ta cần tải ứng dụng về máy tính. Phiên bản dành cho PC anh em có thể tải về tại địa chỉ www.useapp.net. Sau khi cài đặt, kết nối iPhone với máy tính và bắt đầu quét dữ liệu bên trong, cũng như đẩy dữ liệu của KidsGuard Pro vào. Và cũng đừng quên nhập thông tin iCloud của iPhone vào máy tính. Sau khi ứng dụng được cài là chúng ta có thể bắt đầu theo dõi chiếc iPhone từ xa. Có thể thấy KidsGuard Pro cung cấp các tính năng theo dõi khá tốt và vẫn bảo toàn tính riêng tư của dữ liệu được lưu trữ. Ngoài ra, bạn không cần phải lo lắng về việc mất bất kỳ dữ liệu nào từ thiết bị đích khi cài đặt ứng dụng. Nó cho phép bạn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ như là theo dõi nhật ký cuộc gọi, xem tin nhắn và nhiều hơn nữa. Dưới đây là các tính năng chính mà ứng dụng cung cấp, và những tính năng này là lý do tại sao mà KidsGuard Pro được coi là một trong những ứng dụng kiểm soát của phụ huynh đáng tin cậy nhất. 1. Giám sát vị trí hiện tại. Sử dụng KidsGuard Pro, người dùng có thể kiểm tra vị trí hiện tại của thiết bị đích. Điều này có nghĩa là bạn không phải phụ thuộc vào bất cứ ai để tìm ra nơi con bạn có thể đi chơi. Bạn có thể phát hiện vị trí chính xác của con bạn bất cứ lúc nào trong ngày. Hơn nữa, bạn có thể kiểm tra lịch sử vị trí cho cả ngày. Thứ hai, Geofence. Bạn có thể đánh dấu các vị trí là an toàn hoặc nguy hiểm trên bản đồ kỹ thuật số, tạo ranh giới ảo cho con bạn. Trong trường hợp điện thoại mục tiêu vượt qua ranh giới do bạn đặt, các cảnh báo sẽ được gửi đến điện thoại di động của bạn. Bạn có thể theo dõi thời gian nhập cảnh vào địa điểm cũng như thời gian ở địa điểm và các chi tiết khác. Thứ ba, theo dõi nhật ký cuộc gọi. Luôn đứng trước những trò gian lận muốn làm hại con bạn bằng cách đảm bảo bạn sàng lọc những con số mà con bạn nói chuyện thường xuyên. Sử dụng ứng dụng, bạn có thể kiểm tra nhật ký cuộc gọi với số, dấu thời gian và nhiều thông tin khác liên quan đến các cuộc gọi được thực hiện hoặc nhận bởi thiết bị đích. 4. Kiểm tra danh sách ứng dụng đã cài đặt. Có nhiều ứng dụng có sẵn trực tuyến có thể không phù hợp với con bạn vì yếu tố tuổi tác. Tuy nhiên, không dễ để theo dõi các ứng dụng đó. Với KidsGuard Pro, mọi thứ trở nên khác biệt. Bạn có thể kiểm tra danh sách đầy đủ các ứng dụng có sẵn trên điện thoại mục tiêu. Thứ 5. Giám sát nội dung. Bạn phải kiểm tra các tin nhắn được gửi và nhận trên điện thoại của con bạn. Rất nhiều điều có thể được chia sẻ thông qua các văn bản, có thể không phải lúc nào cũng an toàn. Biết tất cả các liên hệ thường xuyên liên lạc với con bạn sẽ giúp bạn thông báo về nhóm xã hội của con bạn. Bạn có thể kiểm tra nội dung cũng như là các tệp được chia sẻ với MMS. Thứ 6. Giám sát các tài khoản truyền thông xã hội. Ngoài các cuộc gọi và tin nhắn, các tài khoản truyền thông mạng xã hội là nền tảng chiếm phần lớn thời gian của con bạn khi chúng trực tuyến. Do đó, việc kiểm tra những gì đang xảy ra trên các nền tảng này trở nên vô cùng cấp thiết. Từ Facebook đến WhatsApp đến Tinder cho đến tất cả các ứng dụng truyền thông mạng xã hội phổ biến, bạn có thể theo dõi từng ứng dụng này. Thứ 7. Kiểm tra lịch sử duyệt Internet. Trẻ em có thể cảm thấy muốn khám phá những điều chưa biết, đôi khi có thể dẫn những đứa trẻ đến nội dung người lớn. Tuy nhiên, để giáo dục đúng cách, mọi thông tin phải được chia sẻ ở độ tuổi chính xác. Do đó, bạn phải đảm bảo rằng trẻ em không duyệt các trang web không phù hợp với lứa tuổi. Bạn chắc chắn có thể giữ một tab trên đó bằng cách là theo dõi tất cả các trang web được họ truy cập và chặn những trang web không phù hợp. Nhìn chung, KidsGuard Pro là một ứng dụng mà giám sát khá là dễ cài đặt. Ứng dụng này có thể cài trên gần như mọi loại thiết bị, từ Android vẫn còn nguyên zin hay là đã bị root, hoặc iOS chính chủ hay là jailbreak. Điểm yếu của ứng dụng này đối với phiên bản iOS có lẽ là không có tính năng ghi âm cuộc gọi hay điều khiển camera từ xa, cũng như là chỉ giới hạn một tài khoản chỉ theo dõi được một thiết bị mà thôi. Tuy nhiên, với mức giá khá rẻ là $8 mỗi tháng cho gói dùng 1 năm thì mình nghĩ rằng các anh em quản lý hoặc các bậc phụ huynh vẫn có thể cân nhắc phần mềm này để quản lý thiết bị của con em hoặc đồ đệ tốt hơn. Và vậy thôi, vừa rồi thì là những chia sẻ cũng như là hướng dẫn của mình về phần mềm KidsGuard Pro rất là hay ho. Anh em nếu có bất kỳ ý kiến gì thì hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.